Hello đại gia đình của Nguyễn Sơn nha. Ngày hôm nay Nguyễn Sơn sẽ trình bày bài hát mang tên Kẻ Trong Tay. Đại gia đình cùng lắng nghe. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, anh tình xưa xem như là một giấc ngủ chiêm bao. Giờ này em vui, giờ này em vui, giờ này em nhung lụa gặp đường em đi. Anh không chắc riêng tình sao quá bẹn bàn, nhưng anh chắc em rằng em ơi sao không nói thật lòng. Em ơi sáng soi để làm chi, để giờ đây em cho tôi hiểu, cho tôi hiểu rằng vào đường yêu trăm khổ ngàn đau. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, thôi về đi, tôi không cần một lời xót thương. Tiếc mà chi thương làm gì, liên lưu gì kẻ còn trắng tay. Giọng của Mỹ Sơn là chắc giọng nhất, rất là giọng của bà Mỹ Sơn nha. Hello, xin chào đại gia đình bé nhỏ dễ thương của Sơn à. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, anh tình xưa xem như là một giấc ngủ chiêm bao. Giờ này em vui, giờ này em vui, giờ này em nhung lụa gặp đường em đi. Anh không trách thiên tình sao quá vẻ bàng, nhưng anh trách em rằng em ơi sao không nói thật lòng. Em ơi gian dối để làm chi, để giờ đây em cho tôi hiểu, cho tôi hiểu rằng vào đường yêu trăm khổ ngàn đau. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, thôi về đi, tôi không cần một lời xót thương. Tiếc mà chi thương làm gì, liên lưu gì kẻ còn trắng tay. Tiếc mà chi thương làm gì, liên lưu gì kẻ còn trắng tay. Trắng tay thì cả gì đây. Tạm biệt cả nhà nhé. Nhớ ủng hộ Sơn nha. Bye bye đại gia đình nhỏ.